Liên quan tới cái chết của nữ sinh 9X, ca sĩ Châu Việt Cường bị xử lý thế nào? Luật sư cho rằng, dù ca sĩ Châu Việt Cường có biểu hiện ngáo đá, dùng tay nhét tỏi vào miệng hay dùng tay xiết cổ dẫn đến cái chết của nạn nhân đều là hành vi cố ý, cấu thành tội giết người. Liên quan đến vụ tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường vì nghi liên quan tới vụ án mạng, sáng ngày 6 tháng 3, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Xét lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Việt Cường cùng chị Huyền và một số đối tượng khác sử dụng ma túy tại nhà, sau đó do có ảo giác ngáo đá, nghi phạm nhét tỏi vào miệng chị Huyền, dẫn tới chặn đường hô hấp khiến chị Huyền thiệt mạng. Theo quan điểm của luật sư Thơm, đây chỉ là lời khai ban đầu từ phía nghi phạm. Nguyên nhân cái chết của chị Huyền sẽ được cơ quan chuyên môn pháp y tử thi giám định để làm căn cứ xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật. Dù nghi phạm có hành vi dùng tay nhét tỏi vào miệng hay dùng tay xiết cổ gây tắc thở dẫn đến cái chết của chị Huyền, đều là hành vi cố ý giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Nghi phạm không có mâu thuẫn thù oán với chị Huyền nên thuộc trường hợp vô cớ giết người theo điểm N khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Dưới góc độ luật pháp, ngáo đá có thể khiến người sử dụng ma túy gây ra các tội ác trong tình trạng loạn thần nặng, nhưng không phải là tình tiết giảm nhẹ. Pháp luật buộc công dân phải nhận thức được tác hại khi sử dụng các chất kích thích sẽ dẫn tới tình trạng mất kiểm soát hành vi, ông Thơm phân tích. Luật sư Thơm cho biết thêm, điều 13 Bộ luật hình sự 2015 quy định, trường hợp người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và ngáo đá cũng không ngoại lệ. Trong vụ án này, ngoài hành vi xâm hại đến tính mạng người khác, còn có hành vi xâm hại đến chế độ quản lý độc quyền của nhà nước về việc sử dụng chất ma túy với mục đích để chữa bệnh. Do đó, luật sư Thơm cho rằng, cần thiết phải làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu thỏa mãn dấu hiệu tội phạm, các đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015. Điều 13 phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khiến người khác phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều 123 tội giết người, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 12 năm đến 20 năm tù chung thân hoặc tử hình. Giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết phụ nữ mà biết là có thai, giết người đang thi hành công vụ hoặc lý do công vụ của nạn nhân, giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác, để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, thực hiện tội phạm một cách man rợ, bằng cách lợi dụng nghề nghiệp, bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, thuê giết người hoặc giết người thuê, có tính chất côn đồ, có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, vì động cơ đê hèn, phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Bầu xô của Châu Việt Cường, cậu ấy sống bạc mạng và khó kiểm soát. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội xác nhận, ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái trên địa bàn phường Cống Vị, Ba Đình. Phóng viên báo Người đưa tin đã liên hệ với bầu xô của nam ca sĩ này. Chia sẻ với báo, một vị bầu xô chuyên sắp xếp chương trình cho Châu Việt Cường, nhân vật xin được giấu tên cho biết, tôi đã quen Cường nhiều năm vì có nhiều mối quan hệ với các hội chợ chương trình ca nhạc ở các tỉnh miền Bắc, nên có hay búp xô cho Châu Việt Cường và nhiều đồng nghiệp khác. Về chuyên môn thì không nói vì Cường có giọng hát cũng được. Tuy nhiên tính tình của Cường thì ngông lắm. Châu Việt Cường là một người rất ăn chơi, sống bạc mạng và khó kiểm soát. Việt Cường không phải là một người thuần tính, có thời gian cậu ấy còn bay lắc nữa. Một số người bạn chơi với Cường từng khuyên bảo cậu ấy nên chăm chú vào sự nghiệp, không sống bản năng nữa. Có thời gian cậu ấy đã tu rồi, không hiểu vì sao mà lại xảy ra cớ sự như báo chí vừa đưa tin. Châu Việt Cường đã có vợ và con, ca sĩ tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa,
từng học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Với sự giúp đỡ của ca sĩ Lâm Chấn Huy và ông bầu của công ty Vĩnh Thuyên, Châu Việt Cường đã từng vào Nam và cho ra mắt album thứ 3. Đây là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường và có nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Liều Thuốc Yêu, Bạc Trắng Tình Đời, Nước Mắt Chảy Tuôn, Tình Chết. Thời gian gần đây, Cường ra Hà Nội sinh sống, hoạt động giải trí tại Hà Nội và miền Bắc, vị bầu show này chia sẻ. Chiều 5 tháng 3, trao đổi với báo, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị xác nhận thông tin ca sĩ Châu Việt Cường có liên quan tới cái chết của một cô gái. Cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Theo một nguồn tin của báo, nhóm đối tượng khoảng 5 người, trong đó có ca sĩ Châu Việt Cường, đã tụ tập trong một ngôi nhà cấp 4 do ca sĩ Châu Việt Cường mượn của một người bạn để sử dụng ma túy. Hiện phòng hình sự công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với công an quận Ba Đình tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ hơn vụ án. Ca sĩ Châu Việt Cường khai lý do giết cô gái là do ảo giác bị ma nhập. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tạm giữ hình sự ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra làm rõ vụ một nữ sinh tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy. Chiều 5 tháng 3, xác nhận với báo, lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết cơ quan này đang điều tra một vụ nữ sinh tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường. Nữ sinh tử vong được xác định là Huyền, 20 tuổi. Trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội, tại cơ quan công an, ca sĩ Châu Việt Cường khai nhận rạng sáng cùng ngày đi cùng Huyền và đi về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình. Tại đây, ca sĩ Châu Việt Cường và một số bạn tổ chức sử dụng ma túy. Về nguyên nhân nữ sinh Huyền tử vong, ca sĩ Châu Việt Cường khai sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng, Huyền xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và Huyền đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma, sau đó cả hai bóc tỏi cho vào miệng. Do Cường và Huyền cho nguyên củ tỏi vào miệng Huyền nên nữ sinh này bị nghẹn dẫn đến tử vong. Cường khai bản thân ăn rất nhiều tỏi, những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được, sau đó những người này đi ra khỏi hiện trường. Sáng 5 tháng 3 nhận được tin báo, công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức xác minh và chuyển hồ sơ lên công an quận Ba Đình tiến hành điều tra. Công an quận Ba Đình đưa ca sĩ Châu Việt Cường về cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân khiến Huyền tử vong. Cơ quan công an cũng đang làm việc với những người cùng sử dụng ma túy với Huyền và Châu Việt Cường để tiếp tục làm rõ vụ việc. Được biết, Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984. Trước khi liên quan vụ án giết người, Châu Việt Cường từng gây nhiều scandal chấn động thế này. Theo tìm hiểu, trước khi bị bắt giữ vì tội danh giết người, Châu Việt Cường từng dính vào rất nhiều scandal tai tiếng. Chiều ngày 5 tháng 3, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xác nhận, cơ quan này đang làm việc với Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, là ca sĩ Châu Việt Cường, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, vì liên quan đến một vụ án làm chết người. Theo Trung tá Phạm Văn Thịnh, cơ quan công an đang có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Hiện nay, Nguyễn Việt Cường đang làm việc với cơ quan điều tra, công an quận Ba Đình và công an thành phố Hà Nội, được biết nạn nhân là cô gái trẻ. Ngoài Châu Việt Cường, còn có một số người liên quan cũng được mời lên trụ sở công an làm việc. Công an cũng đang khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Châu Việt Cường sinh năm 1984, tên thật là Nguyễn Việt Cường, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa. Anh từng theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và được biết đến qua một số ca khúc thiên về dòng nhạc thị trường như Bạc Trắng Tình Đời, Nước Mắt Chảy Tuôn, Tình Chết. Theo tìm hiểu, trước khi bị bắt giữ vì tội danh giết người, Châu Việt Cường từng dính vào rất nhiều scandal tai tiếng. Bị fan hâm mộ, anh đưa đơn kiện về hành vi xâm hại tình dục. Theo báo, vào tháng 2, 2012, Châu Việt Cường bị một nữ sinh tên Nguyên ở Hải Phòng, được cho là fan hâm mộ của anh, đưa đơn kiện về hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, nam ca sĩ thừa nhận có quan hệ tình dục hai lần với nữ sinh. Tuy nhiên, trên tinh thần cả hai cùng tự nguyện không ép buộc, phản bác thông tin trên,
Trong Việt Cường khẳng định Nguyên bị dụ dỗ để làm đơn kiện nhằm mục đích mượn tên tuổi anh để nổi tiếng gây chú ý. Châu Việt Cường cậy giang hồ định giết chủ quán trà đá. Vào tháng 2/2014, một clip dài gần 4 phút mang tựa đề Châu Việt Cường cậy giang hồ định giết chủ quán trà đá được lan truyền xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân dẫn đến xô xát này chỉ vì một lời nói vui vẻ của chủ quán nước với ca sĩ Châu Việt Cường khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng, nên đã tỏ thái độ rất bức xúc và gọi một người anh có máu mặt ra dàn xếp giùm vụ việc. Từng dọa đánh người mở nhạc khi bật bài của Châu Khải Phong trong lúc anh đang hát. Vào tháng 9/2016, nam ca sĩ gốc Thanh Hóa cũng từng dọa đánh người mở nhạc khi bật bài của Châu Khải Phong trong lúc anh đang hát. Theo báo, khi Châu Việt Cường đang biểu diễn gần sân vận động huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, thì có nhiều người bán đồ điện tử, loa đài bật nhạc của ca sĩ khác. Anh đề nghị tắt nhạc nhưng người này không làm theo vì bức xúc nam ca sĩ lao xuống sân khấu và đánh người, nhưng bị dân xung quanh can ngăn. Châu Nhật Cường bị một nhóm thanh niên ở Bắc Ninh chặn đánh. Vào tháng 11/2016, Châu Việt Cường tiếp tục dính vào một vụ lùm xùm khác khi xuất hiện clip anh bị một nhóm thanh niên ở Bắc Ninh chặn đánh. Theo chia sẻ, khi cùng tài xế đang hỏi đường đến địa điểm diễn, anh bị một nhóm thanh niên say rượu gây gổ và văng tục. Tài xế của Châu Việt Cường đã lên tiếng và bị nhóm người đánh đến sưng mặt. Vào tháng 6/2017, trên các diễn đàn xuất hiện những hình ảnh chụp lại vụ va chạm giao thông giữa chiếc xe ô tô do nam ca sĩ Châu Việt Cường sở hữu và một người điều khiển xe máy.